Ok, xin chào Phương. 6 năm thời gian ở bên cạnh Phương, mà bây giờ tới thời điểm mà mình trưởng thành hơn rồi, và cùng nhau bước đi trên sự trách nhiệm và cái sự đồng hành trên tình yêu. Thì bây giờ anh nghĩ mình nên cần làm một điều mà tới khi mà mình trưởng thành rồi, mình nghĩ là đó là đúng thời điểm. Searching for you is looking for you.